Thưa quý vị, với quyết tâm đổi mới lề lối làm việc của chính quyền cơ sở, hướng đến chính quyền thân thiện, phục vụ người dân, xây dựng phong cách làm việc dân chủ, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Thời gian qua, quận Thanh Khê đã và đang triển khai hàng loạt các mô hình, giải pháp hiệu quả, trong đó nổi bật là mô hình chính quyền đô thị thân thiện với nhân dân. Qua quá trình triển khai, bước đầu thì mô hình đã đạt được những bước tiến quan trọng, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trách nhiệm của chính quyền đối với nhân dân trên địa bàn quận. Là một trong ba phường được chọn thí điểm mô hình chính quyền đô thị thân thiện với nhân dân, phường Tân Chính, quận Thanh Khê xác định đây là một trong những phương thức thực hiện hiệu quả công tác dân vận nhằm loại bỏ rào cản để gần gũi hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Từng bước cải cách hành chính hướng tới xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Việc triển khai mô hình này là việc cụ thể hóa cái chỉ đạo của Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở của quận. Trên cái cơ sở là cái kế hoạch 106 của Ban chỉ đạo cơ sở dân chủ của quận Thanh Khê. Ủy ban nhân phường cũng đã từng bước triển khai. Trước mắt thì xây dựng kế hoạch, thứ hai là triển khai ra mắt cái mô hình và tiếp theo đó sẽ có những cái giải pháp cụ thể, những cái mô hình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để triển khai trong toàn thể cán bộ công chức như các ban ngành đoàn thể cơ quan, xây dựng một cái đội ngũ cán bộ công chức thật sự là thân thiện, xây dựng cái mô hình chính quyền đô thị thân thiện và thứ ba là tạo ra một cái môi trường làm việc thân thiện, với mục đích cuối cùng đó là để làm sao tạo được sự hài lòng của người dân trong cái việc giao dịch với những dịch vụ công của địa phương, và đó là một cái thước đo để đánh giá cái kết quả triển khai thực hiện kế hoạch này. Khi mà tôi là được nhận cái kế hoạch mà triển khai cái chính quyền mà thân thiện với nhân dân thì thấy rất là có ý nghĩa. Tôi trực tiếp nghiên cứu và đọc rất kỹ cái tài liệu này để thực hiện giữa chính quyền và nhân dân, theo dõi được chặt chẽ hơn và sâu sắc hơn, rất có ý nghĩa trong đời sống thiết thực của nhân dân, tạo cái điều kiện cho nhân dân gần gũi và thân thiện với chính quyền và theo dõi được cái hệ thống làm việc, và nó triển khai rất là thuận lợi cho đến cho bà con nhân dân trong tổ dân phố cũng như tất cả toàn phường. Chỉ sau thời gian ngắn triển khai thí điểm tại các phường An Khê và Thanh Khê Đông, mô hình đã phần nào tác động mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến về tư tưởng phong cách làm việc, phục vụ nhân dân trong mỗi cán bộ công chức, nhất là vai trò, trách nhiệm, uy tín của người đứng đầu chính quyền, từ đó tạo ra tâm lý thoải mái cho người dân, giúp họ cởi mở hơn trong giao tiếp, ứng xử, tạo nên sự khác biệt so với trước đây. Ra mắt của cái mô hình này trên địa bàn quận Thanh Khê trong thời gian vừa qua thì quận thì chọn 3 phường điểm. Thì vừa qua là Ủy ban nhân phường Thanh Khê và Thanh Khê Đông cũng đã ra mắt, và hiệu ứng của cái việc xây dựng cái hình ảnh hoạt động của cơ quan nhân quyền và cán bộ công chức đã được lan tỏa trước mắt là trong hệ thống chính trị, từ phường, ủy ban dân, đảng ủy, mặt trận, các đoàn thể đến khu dân cư. Trong thời gian tới thì ban chỉ đạo quy chế dân chủ quận Thanh Khê, đặc biệt là thường trực quận ủy, cũng đã xây dựng một cái kế hoạch phân công phân nhiệm tất cả các thành viên của ban chỉ đạo theo dõi đánh giá hoạt động mô hình điểm tại ba phường. Thứ hai là triển khai cái đề án 04 của thành ủy, trong đó thí điểm một số mô hình, đồng thời lên kế hoạch rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hỗ trợ các điều kiện và cơ sở vật chất cần thiết và theo dõi hỗ trợ 3 phường điểm để triển khai cái mô hình. Có thể thấy, với việc triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị thân thiện với nhân dân là việc làm rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay, nhằm thực hiện tốt mối quan hệ tổng thể, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, đồng thời tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ, tạo sự gần kết, gần gũi giữa chính quyền với người dân, từng bước chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ, thân thiện trong thời gian đến.